Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người thiết lập câu trả lời mặc định của chatbot. Thì cái vấn đề này là mọi người rất là hay gặp phải. Đây thì chúng ta sẽ có bên cạnh cái nút là Welcome Messenger thì sẽ có này, Default. Ok. Tức là mọi người hiểu như thế này. Khi mà khách hàng hỏi một cái câu gì đó mà trong chatbot nó không hiểu. Ví dụ khách hàng hỏi tôi muốn mua cái này mà chat nó không hiểu thì nó sẽ tự động nó sẽ lên những cái câu trả lời như thế này. Tôi thử cho các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ nói thế này. Và cái này nó rất là phiền luôn. Thì thông thường thì tùy mọi người. Thông thường thì bây giờ tôi sẽ xóa hết những cái này nhá. Đây, tôi sẽ đây. Hỗ trợ viên không hiểu, hỗ trợ viên tại không ở đây chẳng hạn. Vui lòng quay lại sau. Hoặc là chatbot không hiểu gì đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì mọi người không không nên đặt cái gì ở đây hết. Bởi vì nó sẽ rất là phiền. Tức là nếu mà khách hàng cứ trả lời một cái câu nào đó thì nó không hiểu á thì nó tiếp tục lại trả lời lại câu này và nó lại rất là gây ức chế. Ở đây thì chúng ta nên không nên theo hướng sử dụng chatbot để là sử dụng làm cái công cụ tự động, mà chúng ta hướng chatbot là một cái công cụ chăm sóc khách hàng, kể cả là bản thân chúng ta vậy thôi. Chúng ta cũng không thích một cái gì mà nó quá máy móc và quá cứng nhắc. Vậy nên là khi mà họ hỏi mà chatbot không hiểu thì tôi khuyên mọi người là xóa trắng chỗ này. Ở đây mọi người nên xóa trắng ở đây. Tức là nếu mà nó không hiểu thì nó sẽ không trả lời. Để khi nào chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ trả lời cho khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể thiết lập cái trả lời tự động. Ví dụ ai có từ khóa chào chẳng hạn thì nó sẽ tự động nó chào lại. Hoặc là ai hỏi sai thì nó tự động đưa sai. Nhưng ở đây thì thiết kế như vậy thì rất là phức tạp và rất là lâu. Và trong video sau thì tôi cũng hướng dẫn cho mọi người cài đặt tự động, tức là dạy con chatbot. Ví dụ như người ta nói là sau mi video hay là sau video video watch thì nó đều hiện lên cái block này hết. À, ví dụ là tôi đánh cho mọi người xem nhé, tôi đánh là video này. Đây, đây là video này. Tức là ai có từ khóa video thì nó sẽ hiện lên cái video đấy. Nó sẽ nhảy lên cái video này. Chờ. Nhưng mà chúng ta tốt nhất là nên bỏ mặc định, mọi người nhớ nhá, nên bỏ mặc định cái màn hình chào này. Hẹn mọi người ở video sau.